Kính thưa thầy chúng, cái bài pháp hôm nay đặc biệt Minh Thành gửi đến cho những người thân, nhất là cô Út, cô Sáu. Thời gian rất là ít có dịp về đây, vì bà Năm, cô Đồng Tâm, những người lớn tuổi, kế đó là đến ở trong đại chúng. Cái pháp này mấy vị lớn tuổi phải đem hết tất cả tấm lòng của mình để tiếp nhận. Đây là cái hành trang cho quý vị sẽ có được sự chánh niệm tỉnh thức khi mình sắp ra đi, cũng như là nó sẽ lợi lạc cho mình. Bây giờ, trong tương lai và ở kiếp sau, Minh Thành á, lúc mới có 19 tuổi, khi mà ở Thiền viện Trúc Lâm á, thì mấy huynh đệ kêu bằng ông cụ non. Có một số huynh đệ nói rằng là già trước tuổi, mà có khi tự mình cũng cảm thấy là như vậy nữa. Và cái đó là không phải mình có cái ý để mà tỏ vẻ lên như vậy, nhưng mà tự nhiên nó vậy thôi. Lúc nào cũng sống nội tâm, chiêm nghiệm, thấy một cái điều gì đó nó không có dễ cho qua, gặp những cái chuyện gì đó ở trong đời sống đó, nó chiêm nghiệm lắm, nó không có dễ dàng để cho một cái gì đó nó qua và nó lưu tâm sâu sắc. Chính vì vậy mà mình không có, ít có sống dễ vui, phóng dật, phóng túng được. Cho nên từ lúc nhỏ là đã có cái sự chiêm nghiệm mà. Thành ra từ khi thấy cái chuyện trong gia đình, ông Năm, bà Năm, rồi thấy những người hàng xóm, cái nỗi khổ của đời sống gia đình, vợ chồng, con cái, rồi nỗi khổ của những người già, chiêm nghiệm nhiều lắm. Hồi nhỏ là đã chưa có biết học kinh, này chắc là cũng trong quá khứ mình đã từng tu tập rồi. Rồi lúc nhỏ làm sao mà biết, đâu có biết vô thường, đâu có biết sanh lão bệnh tử, nhưng mà thấy là chiêm nghiệm hoài. Thì bây giờ mình học pháp rồi, mình thực tập, mình mới biết ở trong quá khứ mình đã tu tập những cái pháp đó rồi. Giờ chẳng qua là mình đi tiếp tục thôi. Cho nên là khi mà mình Thành gặp một cái người già đó, là trong tim nó giống như là nó nhói, nó giống như là bóp cái tim này vậy đó. Hay là gặp một cái người bệnh, rồi đi vô bệnh viện mà thăm á, thì lúc đó là có những khi là mình phải kềm chế lại dữ lắm, nước mắt nó tràn ra. Dầu người đó là người dân, nó không có chịu nổi cái cảnh mà già bệnh chết vậy, xót xa lắm, rất là xót xa lắm. Có những lúc mình ngồi trên xe mà đi, mà chạy ngang mấy cái bà già bán vé số, hay là cái người bệnh mà họ cục hai tay hai chân ở trên cái miếng dán á, mà đi xin ăn á, mà lúc đó là nó, tim mình giống như có ai mà nắm bóp cái tim mình bóp vô vậy nè, nó nhói lên vậy đó. Cho nên cái lúc mà nhà ông Năm, bà Năm á dời
Lúc trước thì ở dưới sông, ở dưới mé sông đi chờ cái tàu hạ đó. Sau đó giờ về gần Úc Sáo với bà Hồng á, thì lúc đó Minh Thành về đó, có đó hình như là cả năm hay là 2 năm mới về phải không bà Năm? Lúc đó về đó là một cái cảm giác không thể tưởng tượng được đó, là về không biết cái nhà nằm đâu, không biết đường vô nhà. Rồi lúc đó ở trong tâm mình không biết đây là mộng hay thực nữa. Rồi nhìn thấy bà Sáu tóc bạc vậy đó, Út bà bệnh vậy đó, hay là cô Hồng cô khóc vậy đó. Cái lúc mà vừa rồi Minh Thành nhập thất á, là lúc mà Minh Thành quán chiếu á, cái hình ảnh cô Hồng khóc tức tưởi, bà Sáu tóc bạc, Út bệnh rồi vậy đó, lúc đó nó xúc rúng động lắm. Giờ ông Năm bà Năm nữa, cho nên cách đây 3 ngày sau khi tọa thiền xong rồi Minh Thành ngã lưng nghỉ một chút á, thì thấy bà Út nằm chết miệng méo, rất là không tốt lành. Bà Sáu thì lúc đó quằn quại trên giường bệnh á, nước mắt tràn trụa hết. Thì lúc đó Minh Thành rơi lệ. Thì khi mà rơi lệ xong rồi đó là giật mình thức dậy, thì điện thoại cho cô Hồng liền. Lúc đó cô Hồng đang tụng kinh 5 giờ rưỡi, 5 giờ 40. Thành báo cho hay á, là mới vừa có một cái giấc chiêm bao vậy đó. Thì tùy mấy cô, chỉ cho biết vậy thôi. Thì cô Hồng của quả tóc của sắp xếp, cô nói hay sao đó mà hai cô này chịu đi lên, thì bao xe cho cô bé hai đưa lên để đại chúng biết nguyên nhân tại sao mà đó mấy bà này 2 3 năm rồi đó giờ mới lên. Là Minh Thành nói rằng đó là cái trách nhiệm, Minh Thành muốn báo ơn cho mấy cô, nếu thấy mà không nói á, sau này có cái gì á thì tội nghiệp. Mà Minh Thành đó thì là mình không biết, mình không có cái tâm mong cầu gì hết á. Nhưng mà hồi đó giờ cũng nhiều lần lắm, những cái việc gì nó sắp xảy ra đó, thì mình có cái linh cảm. Cho nên á, bây giờ lên á, thấy mấy cô Minh Thành cũng mừng mà cũng lo. Mừng là thấy cũng cũng có tỉnh giác, cũng biết quay về. Nhưng mà lo là mới lên đâu có 2 bữa mà gặp và cứ hỏi mấy ngày nữa ông cho tôi ở mấy 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 ngày, ông cho tôi ở thêm mấy ngày tôi về. Cho nên hôm nay cái bữa pháp hôm nay là cái bữa nói chính yếu đó là hai cô đó. Đây là những cái câu mà gối đầu giường của Minh Thành ở trong cái phẩm già của kinh Pháp Cú. Đây là những cái câu gói đầu giường. Tuy là Minh Thành chưa già, nhưng mà mấy cái câu này là coi như là gặm nhấm. Đọc tới đọc lui, chiêm nghiệm để nhắc nhở tỉnh thức mình trong cái sự tu. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm sao không tìm ngọn đèn. Mình lo cười vui, lo ăn, lo chơi, lo ngủ, mà không biết rằng mình đang bị thiêu đốt. Tóc bữa nay Minh Thành thấy là mấy cô đã bạc nhiều rồi, bà Năm cũng vậy, ông Năm cũng vậy. Da nhăn nheo, thần sắc không còn bao nhiêu nữa hết, tối tăm nó đã bao trùm rồi, sao mà không đi tìm ngọn đèn,
Xong thì chịu đi tìm ngọn đèn. Ngọn đèn ở trước mặt mình. Nếu như cái vô thường bất thình lình đã đến, rồi mình biết mình đi đâu. Mình có được một chút phước. Nhưng mà mình sanh đời sau rồi mình hưởng cái phước đó mà mình không có duyên lành gặp lại chánh pháp, thì hết cái phước đó rồi, mình sẽ rơi ở trong cái đọa lạc. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh, mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Cái câu này nó sâu sắc. Và phải học thuộc lòng á. Mấy cái câu này nữa đưa cho mấy bà già học thuộc lòng. Dễ học có bốn câu. Sắc này bị suy già. Sắc này bị suy già. Ổ tật bệnh mỏng manh. Nó bị suy. Bị già nó hiện ra rõ. Hồi nãy Minh Thành cầm tay cô Sáu xuống từng bậc thang á. Xót xa lắm. Xót xa lắm. Cái lần trước Minh Thành về mà thấy cô Sáu vậy đó là Minh Thành muốn chảy nước mắt. Không biết sao vậy đó. Nó chịu không nổi. Nãy Minh Thành nghe cái hơi thở cổ khì khịch. Một bước chân đi khó lắm. Sắc này nó bị suy già. Rồi mình cũng vậy. Ấn Võ cũng vậy. Thanh Văn cũng vậy. Ông thầy già trong thất. Mấy ông già. Vài bữa nữa là có một ni sư bị ung thư gan thời kỳ cuối. Xin lên đây nhập thất. Rằng tu được bao nhiêu tu trong những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời. Minh Thành hứa rồi. Ni sư này còn rất trẻ. Khoảng 50 đổ lại thôi. Không ai nhìn mà biết ni sư này bệnh thời kỳ cuối. Rất là tướng hảo. Ung thư gan giai đoạn 3. Ổ tật bệnh mỏng manh. Cái thân này là cái ổ. Chứa nhóm tật bệnh. Cái đồ ăn nó nhét vô cái răng nhiều quá. Rồi Minh Thành mới nói với ông nha, ông bác sĩ nha. Ông nói không được đâu thầy ơi, cái răng này là phải bọc sứ. Thì không làm cho mình bọc rồi hôm đó nó lọt rồi rớt ra. Rồi Minh Thành bỏ quên cái răng sứ trong thất á. 2 tháng mấy rồi bỏ quên luôn. Bỏ vô cái bao lì xì đỏ. Các cái trong thất á, bỏ quên. Hôm qua nó nhức. Nó sừng nứu là nó nhức. Nó nhức mà mình quán chiếu, mình thấy có cái nhức răng chút xíu thôi đó. Mà mình thấy là cái thân thể của mình á, là không có thoải mái à. Rồi nhiều khi mình ăn nó mắc đồ ăn ở trong răng á, mình xỉa răng mình cũng thấy khó chịu rồi. Ngồi đi lại nhiều, ngồi xe nhiều. Mấy cái buổi có khóa tu hướng dẫn cho quý minh đệ đó. 4 giờ mình thành thức dậy á, cái lưng nó đau hết chỗ cái xương sống á. Chứ huynh đệ nghĩ rằng thầy không biết đau hay sao, không biết mỏi hay sao. Hôm qua về là đang bệnh đó. Xin 1 năm 2 viên thuốc uống. Rồi mới ra đây trả bài cho mấy vấn đề đó. Đang bệnh. Nó đau cái lưng. Nó đau hết. Mình biết được nó có cái cảm giác đau. Biết cái thân này là cái ổ chứa nhóm bệnh hoạn.
Cho nên mình không có khổ với cái bệnh đó, mà mình thấy rõ cái thực tướng của thân này. Cho càng tinh tấn nỗ lực hơn nữa. Tại vì sợ là cái vô thường nó ập tới, nó chết chấm dứt mạng sống. Thì lúc đó cái thiện pháp mình nó chưa có viên mãn. Cái trí huệ mình nó chưa có thành tựu cứu cánh. Cho nên mình dốc sức. Mà bây giờ mấy cụ già, mình thành mới có 40 mấy tuổi, mà lúc nào cũng quán chiếu về cái ổ tật bệnh mỏng manh này hết á, cái nhóm bất tịnh đổ dở này hết, cái chết chấm dứt mạng sống này hết á, mà mấy cụ già là, mà mình thành thấy mà không có chịu tinh tấn á, là mình thành rầy đó. Mà nếu mà không hiểu là muốn giận. Cái rầy đó, cái nhắc đó là xuất phát từ cái tình thương, chứ không phải từ cái sân hận. Tại vì giống như cái người trưởng thành đi, mình cha mẹ đi, hay mình cô chú đi, mà mình thấy đứa con nít nó không biết, chỗ đó là điện nguy hiểm, là lửa nguy hiểm, là nước nguy hiểm, là cái vực sâu nguy hiểm, mà nó lại đó nó chơi hoài, thì mình có nhắc không? Có la, có rầy không? Bây giờ lớn tuổi rồi, 70 mấy tuổi rồi, cận kề cái chết. Mà tối ngày cứ mở tivi lên coi. Không chịu cúng lại. Không chịu nhìn thấy ý thức sâu sắc cái chuyện. Mình đã tới cái bờ vực rồi. Sắp sửa rơi xuống rồi. Bây giờ nhắm mắt đó là mình biết mình đi đâu không? Biết không? Nếu mình biết chắc chắn mình đi con đường đi của mình á, trí huệ mình sáng tỏ đó, thì cứ việc chơi. Này mình không biết gì hết. Mình ở trong vô minh, trong tham ái, trong chấp ngã, mình không biết gì hết. Mà nói mình không nghe. Mà thương. Bây giờ quý vị nghĩ rằng trong cuộc đời này dễ có một cái người thấy rõ được cái chánh pháp, quan tâm, nhắc nhở, chỉ dẫn cho mình đi ra khỏi cái bóng tối, dễ hay khó? Dễ hay khó gặp người đó? Dễ hay khó? Nói lớn lên coi. Khó cỡ nào? Khó mà khó cỡ nào? Khó nhiều, đó là trong kinh kể đó. 100 năm con rùa mù ở dưới đáy biển nó nổi lên. Nó nổi lên sao mà trúng ngay cái bọng cây, nó đang trôi qua ngay cái chỗ đó, nó nổi lên, nó chung vô cái bọng cây. 100 năm con rùa mù ở dưới biển nó mới nổi lên một lần. Rồi 100 năm cái bọng cây nó bị trôi ngang cái chỗ đó một lần, mà đúng ngay cái lúc nó nổi lên á, là cái bọng cây trôi ngay chỗ đó. Thì nó nổi lên, nó gặp cái bọng cây, nó chung vô. Thì cái bọng cây này nó phải cho, nó đưa con rùa mù nó vô đất liền. Cái đó khó hay dễ? Mà mình gặp chánh pháp nó khó hơn cái đó gấp 100 ngàn lần. Gặp bậc thiện tri thức chỉ cho mình thoát khỏi luân hồi sanh tử, nó khó hơn cái đó gấp ngàn lần. Bây giờ mình gặp mà mình không chịu trân trọng, nên chịu tu. Ví dụ nữa, Đức Phật ví dụ khác nữa là gì? Có người đi lên trên đỉnh núi á, lên trên đỉnh núi, cầm cái sợi chỉ buông xuống, sợi chỉ dài từ trên đỉnh núi buông xuống, rồi dưới chân núi có người cầm cái cây kim đưa cái lỗ kim ra. Bởi chánh giữa đó là cuồng phong, bão tố. Mà cái sợi chỉ đó mà nó xuống, mà nó được lọt vô cái chỗ đưa cái lỗ kim hứng ra lọt vô đó. Khó hay dễ? Khó hay dễ? Đứng ở trên đỉnh núi mà cầm cái sợi chỉ mà buông xuống. Mà cái người kia là đứng ở dưới chân núi. Mà cái đỉnh núi cao 10.000 mét.
mà cái người ở dưới đã đưa cái lỗ kim đưa ra hứng vậy nè, ở trên kia đưa sợi chỉ xuống, mà chính giữa là cuồng phong bão tố, mà cái sợi chỉ nó lọt vô ngay cái lỗ kim. Khó hơn đó gấp trăm ngàn vạn lần khi mà mình gặp được thiện tri thức, bật sáng mắt thấy pháp chỉ cho mình con đường ra khỏi luân hồi. Đúng là cái ổ bệnh tật mỏng manh cái thân này. Mới ngày hôm qua bên Campuchia mấy chục người nhập viện đó, ở trên rừng núi giống mình vậy đó. Cái đường nước nó bị ô nhiễm, người ta thuốc trừ sâu để mà người ta xịt cỏ đó, rồi trời mưa nó tuôn cái nước đó xuống cái dòng suối, rồi mấy người này uống nước đó. Đây là cái ổ tật bệnh, cái ổ chứa nhóm bệnh tật. Cái gì nó cũng thể làm cho mình bệnh được hết á. Mình ăn một miếng không có trúng bệnh, hít nhầm không khí độc bệnh, đủ thứ để làm cho mình bệnh đó. Và bây giờ đó, những cái thức ăn á, thiệt tình không thể nào mà tưởng tượng nổi con người bây giờ. Quá sự không có còn cái gì để nói đâu, còn cái chúng sanh bây giờ. Cái tham sân si không có còn kể gì nữa. Cái bắp cũng độc, la rau cũng độc. Vì cái lòng tham nó che lấp hết, nó không còn kể ai nữa, không có đạo đức, không nhân nghĩa gì nữa. Nó có những cái mà mình không thể tưởng tượng nổi. Con người bây giờ cái lòng tham. Mới ngày hôm qua nè, mấy bà già, mấy cô dưới vùng quê đó bị gạt. Nó xuống nó cũng mượn cái trung tâm văn hóa ở dưới thôn, ở dưới xã đó, nên là tri ân khách hàng, là đưa đồ tặng thôi chứ không có lấy tiền. Và nó bắt mỗi người đóng 2 triệu mấy, 3 triệu. Rồi nó xong bọn nó hồi nó trả. Đóng vô đi rồi hồi nó trả. Nó cho nồi, cho chảo, cho gì đó. Mấy bà già dưới quê thì cũng đâu có biết gì, nghe lời, ham, cũng bị tham. Rồi vô xong rồi hồi nó đưa cái bao thơ là nó trả tiền lại đó. Thì chừng về nhà mở ra coi bao thơ có 100 ngàn à. Mà cái nồi là cái nồi gì không biết hiểu gì hết, mà xài cũng, bây giờ bỏ cũng không dám bỏ, mà xài không được. Rồi kêu trời, rồi chạy lại xã, chạy lại công an, mà kiện, giờ kiện nó đi mất tiêu rồi còn kiện gì nữa. Mà nó lấy là lấy 2 triệu mấy 3 triệu, mà nó đưa lại cái bao thơ có 100 ngàn. Rồi đó là rất nhiều những cái còn nó đưa qua xuất khẩu lao động đó. Đó ngày hôm qua mình coi đó, đó 6 người chết cháy ở Đài Loan. Biết bao nhiêu những cái lừa gạt bây giờ. Con nít thì nó bắt cóc, chó nó cũng bắt. Cái thùng Phước Điền Tam Bảo đó mới báo đăng cách đây không lâu, nó đập banh hết 3 cái chùa mà. Cái thùng mà két sắt á, nó đập banh ra luôn, giữa chánh điện luôn. 4 chùa bị ăn lượt. Trong phòng thầy chủ trì, rồi trong ngay cái tình Tam Bảo luôn, chánh điện luôn. Bây giờ coi nó còn thấy cái gì nữa, Phật trời nữa không, thần thánh gì nữa. Cho nên đó, mình nói đây, mình nói rộng ra để thấy gì. Bây giờ cái tham sân si bây giờ nó lên tới cực độ. Cho nên cái nghiệp chúng sanh bây giờ cái thọ mạng nó giảm xuống rất là nhiều rồi. Giờ mười mấy tuổi đi giết người, chưa đến tuổi vị thành niên. Mới đây nè,
Bởi vì nhiều khi đọc thấy rùng rợn nữa, để mà quán chiếu để cho mình yểm ly, mình xả ly á. Hàng xóm nó cứ ý niệm qua là hãm hiếp cái cô con gái ở bên đây. Cô này cũng quảng, cô chạy, cô chạy lại nhà người thân cách đó con 100 mét, chạy lại cái trong trong nhà, ba người chạy ra để giết chết hết, chặt hết hai đứa con nít chết, rồi một người kia chết, rồi cô gái này chết. Nó giết xong rồi nó quay trở lại, nó phóng hỏa cái nhà đó, chạy hết. Cái đó là cái gì? Tham với sân với si. Khi tham dục khởi lên thì lúc đó là gì? Là si mê, nó đâu còn thấy gì nữa. Thì nó không được thì nó sân. Mà tất cả cái đó là cái gì? Là vận hành của năm quẩn đó. Lúc đó cái thọ nó là sao? Thọ là nó bị cái dục, cái lửa dục, nhiệt não của dục nó bốc lên, nó nung lên. Thì nó muốn thực hiện cho được cái cảm giác đó thôi, cái tưởng nó là chỉ hiện ra cái hình ảnh, thực hiện cái việc đòi bại đó. Thì cái hành đó nó chỉ nói nhiều đó, nó nói vòng quanh chung quanh đó, cái thức nó biết có nhiều nên không biết mấy cái khác. Thì lúc đó mình thấy rõ thọ tưởng hành thức nó vô trong một chút xíu đó thôi, nó không đi ra được. Mà bây giờ nó đầy dẫy những cái vụ án như vậy, chứ không phải một hai vụ án. Cho nên càng nhìn thấy rồi càng phát cái tâm chán nản để mà xa lìa, mà thực hành cái thánh đạo thánh quả. Chết là chấm dứt mạng sống. Rồi cái chết nó đi về đâu? Bây giờ nó tuyên án tử hình, giết 4 mạng người. Những người mà bị giết hại đó đi về đâu? Trong cái oan ức đó, trong cái hoảng loạn, trong cái sợ hãi, trong cái thù hận đó. Rồi cái người gây ra cái án mạng đó đi về đâu? Đều là rơi trong tam đồ ác đạo hết. Cho nên rất là sợ. Mà mình không chịu cố gắng mình tu. Thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Cái khung sườn của cái thân này là bộ xương. Da nó bọc thịt, thịt nó bọc gân, gân nó bọc xương, xương nó bọc tủy. Là một cái lớp bao bọc. Cái da nó bọc cái thịt, thịt nó bọc cái gân, gân nó bọc cái xương, xương nó bọc vô cái tủy. Nó quét tô bên ngoài bằng thịt với máu. Cái màu da của mình giống như cái lớp sơn tường vậy đó. Sơn màu trắng hay là sơn màu đen hay là sơn màu nâu hay sơn màu vàng, màu xanh. Thì đó, những cái người thì da trắng đó, người da đen, người da vàng, đó là những cái lớp màu da đó, là những cái lớp mà sơn tượng ngoài. Già và chết ở đó đó, mạng lừa đảo chất chứa. Mạng là sự kiêu mạn, ngã mạn. Lừa đảo, nó lừa mình không có biết. Ý thức mình, thọ tưởng hành thức, lừa dối mình. Tham dục nó lừa dối mình, bản ngã lừa dối mình, cái sân hận lừa dối mình, cảm giác nó lừa dối mình. Mình đâu có trí huệ đâu mà mình thấy. Mình tưởng đâu là mình chứ thật ra là năm quẩn nó điều khiển hết. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy thở than những ngày qua. Lúc trẻ mình không có phạm hạnh, lúc còn trẻ mình không chịu cố gắng, mình nỗ lực, mình tu hành. Giống như là khi mình còn trẻ mình không chịu đi làm ăn có tiền để dành á, thì tới lúc già thì sao? Thì cây cung bị gãy thở than tháng ngày qua. Cái cung bị gãy hết xài đó,
nằm đó, đóng đó, phân đại tiểu tiện tại chỗ đó, tiểu tại chỗ đó, đại tiện đã tại chỗ đó. Hôm qua trên truyền hình tin tức nó chiếu đó, cái ông đó nó đút cái ống, đút ống vô đây nè, đổ đồ ăn vô. Bây giờ cái dịch vụ mà để lo cho người già nó thiếu người, thiếu người chăm sóc cho người già ở trong nước mình á, cái lão quá nó nhiều, những người già rất là nhiều, không có đủ người chăm sóc cho mấy người già ở trong bệnh viện. Đút cái ống vô, đổ nước đồ ăn vô. Nhìn thấy nó thà nó ngao ngán. Mà mình đó là tới cái tuổi này nè, 80 mấy tuổi mà được như vậy là biết là cái thiện nghiệp, phải không? Biết thiện nghiệp, biết cái phước của mình nó nằm chỗ đó, sao đại tiểu tiện chỗ, ỉa đái chỗ vậy đó, nó lỡ lét hết trơn, mình mày nó lỡ hết. Con cháu nhất là ở nước ngoài nó bỏ vô viện dưỡng lão rồi, xong lâu lâu lại nó thăm. Nó ngày hôm qua trên tin tức cái ông già nó nói giờ con cháu giờ nó đi xa hết rồi, nó đi làm ăn hết rồi, nó đâu có rảnh đâu mà nó đi chăm sóc mình. Hồi đó thì mình chăm sóc nó, nhưng mà tới giờ mình lớn rồi, mình già rồi thì nó không có rảnh nó chăm sóc mình. Mà bây giờ đó mấy cô đây không có con, không có cháu, mà còn hơn, có phước hơn con cháu nữa, có phước hơn có con nữa, có phước hơn có gia đình nữa. Vậy đây có người lo hết cho vật chất lẫn tinh thần, vậy mà không thấy mình có phước, không biết trân trọng cái phước, cái đức, không biết trân trọng cái thiện căn, phước đức nhân duyên, tuệ căn của mình. Thật ra đó, con muốn tất cả trong gia đình mình đó đều phải thể nhập cái trí huệ vào cái dòng trí huệ, thấy rõ mắt tai mũi lưỡi thân ý này là vô thường, khổ, vô ngã, vào cái dòng pháp, coi như là trong cái cuộc tao ngộ kiếp luân hồi này là con trả ơn xong. Các cô đã lo lắng cho con từ hồi nhỏ tới bây giờ thì con muốn là trả báo ơn. Nhưng mà các cô phải nhận thì con mới trao được. Nếu mà các cô mà ở đây lâu dài, vượt qua được cái thọ, cái cảm giác thoải mái, mình bị cái cảm giác nó trói cột chứ không có gì hết đó. Mình nghĩ rằng ở dưới nhà nó cái cảm giác nó thoải mái hơn, nó khỏe hơn, tại vì mình quen cái cảm giác đó rồi. Cái đó là cảm giác thôi chứ không phải là mình. Cảm giác dễ chịu, rồi mình vượt qua được cái cảm giác này thì các cô có thể thể nhập vào cái dòng pháp, vào cái quả dự lưu, là dự vào cái dòng trí huệ của thánh thánh nhân. Tức là chỉ cần mình thấy rõ được cái thân này là ngũ uẩn không phải mình, thì lúc đó các cô là chấm dứt địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vĩnh viễn không còn rơi vào ba đường ác nữa. Chỉ cần hướng về lưu quả thôi, chưa tới về lưu quả cũng được nữa. Thấy được thành tựu được cái trí huệ đó rồi hướng tới. Mà cái này rất dễ nếu mà chịu khó, không có lâu. Từ đây cho tới lúc mà lâm chung đủ dư sức để được cái trí huệ này, dự vào tám chúng của Đức Phật. Nếu chịu ở đây tu học mà không những các cô mà chấm dứt địa ngục quỷ súc sanh, mà các cô còn nếu mà mạnh mẽ giữ vào cái dòng trí huệ này rồi đó, 7 đời nữa thôi, 7 đời nữa là chấm dứt cùng tận cái bờ mé của sanh tử luôn, không còn đi trong luân hồi sanh tử nữa. Mà trong kiếp này phải nỗ lực, tại mình đang
gặp được chánh pháp. Đang gặp được chánh pháp, gặp thiện tri thức. Không phải dễ. Cố gắng lên. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương. Bệnh hoạn nhiều suy tư thật không gì trường cửu. Cái câu này Minh Thành ở trong thớt đọc ít nhất 100 lần. Ngồi đọc mình, nhìn cái bộ xương đọc mình, đi kinh hành đọc mình, đọc và nghe ngẫm. Hãy xem, hãy nhìn cái bong bóng đẹp. Chỗ chất chứa của những vết thương. Cái thân mình là cái bong bóng. Thật sự nó là cái bong bóng. Mà nhìn xa xa nó lấp đánh đủ màu đó. Trời mưa đó. Trời mưa bong bóng phập phồng đó. Mà nhìn mình thấy nó lấp đánh đó, mấy cái màu bong bóng đẹp. Nhưng mà chút xíu nó nát à. Cái gì chạm tới nó bể ra liền. Hãy nhìn cái bong bóng đẹp nè. Thân này là bong bóng. Ngồi lại quán chiếu vậy đó. Cái thân này là bong bóng. Quán chiếu cho kỹ, thân này là bong bóng. Bây giờ cái tuổi cỡ cô Sáu đó, 72 tuổi đó, coi thấy thấy giống bong bóng không? Chỉ cần mà đi ngã xuống cái rồi là có thể nằm chỗ luôn, không đứng gì được. Dấp ngã một cái thôi, trong nhà tắm á, biết bao nhiêu người bị vậy đó. Cái gì trơn á, chợt té xuống cái rồi là nằm luôn, đi không được nữa. Nó là bong bóng. Bà Năm cũng vậy, ông Năm cũng vậy. Nhưng mà mình được cái phước, mình được kéo dài cái tuổi thọ chút, mình được khỏe, ít bệnh chút. Nhưng mà rồi cuối cùng sao? Cuối cùng sao? Cũng chết. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Trong cái kéo dài đó, thí dụ như ông Năm, ông Pháp An, trong cái kéo dài đó mà ổng có thể thể nhập được thánh trí. Tại ổng gặp bậc thiện tri thức, gặp chánh pháp. Chứ nếu mà kéo dài theo người bình thường sống 100 năm cũng không có được cái gì hết á. Nếu mà không gặp thiện tri thức, không gặp chánh pháp thì sống thêm nữa rồi cũng chết ra. Bất qua ăn thêm mớ nữa, ngủ thêm mớ nữa, rồi chơi thêm mớ nữa thôi. Cái quan trọng là cái gặp được chánh pháp, gặp được chân nhân, gặp được thiện tri thức. Chỉ về mình cái pháp, chỉ về mình thành tựu cái trí huệ. Cái đó mới là cái tối thượng, tối tôn, tối quý trọng nhất ở trong cái dòng luân hồi này. Phải biết cái đó là hơn tất cả vàng, bạc, của cải, tài sản. Tất cả những cái gì trong cái đời này không có thể so sánh được. Cho nên ở trong đây Đức Phật nói làm sao? Trong Kinh Pháp Cú nè. Hơn thống trị quả đất. Hơn được sanh cõi trời. Hơn chủ trì vũ trụ quả dự lưu tối thắng. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta phải nhắm tới để đạt tới cái đó. Hơn làm chủ cái cõi đất. Hơn được sanh cõi trời. Hơn chủ trì vũ trụ quả dự lưu tối thắng. Mình phải thành tựu cái trí huệ. Sắp tới chúng ta sẽ học trong cái phần dự lưu. Nó có những cái pháp gì rất là dễ, không có khó. Mình không có thấy chánh pháp thì mình mới khó. Mình tưởng tượng cái đó là cái gì cao siêu lắm. Nhưng mà mình học đi rồi mình sẽ thấy ở trong tầm tay. Thành ra cái quý báu của mình là trong cái kiếp người này mình thành tựu được cái trí đó đó. Thì mình được cái trí đó rồi đó thì thôi rồi. Chắc chắn, quyết chắc là đi đến chánh giác.
không có còn trở lui nữa, không còn ngờ vực gì nữa, quyết chắc. Đức Phật bảo đảm cho mình, những câu kinh Đức Phật nói rõ trong Tương Ưng Bộ, ta bảo đảm với các ông, chắc chắn là đi đến chánh giác. Đó là cái lời nói của bậc chánh đẳng giác mà. Mình phải có lòng tin. Cho nên tính căn tấn, căn niệm, căn định, căn huệ, căn là năm cái pháp này, năm pháp chủ. Khi mình có lòng tin rồi đó, thì mình phải có sự tinh tấn theo cái lòng tin đó. Chứ giờ mình nghe rồi, hiểu, để đó, cái này để coi xét lại coi. Thì như vậy thì đâu có đủ tính căn tấn căn. Mà tấn căn không thành tựu thì sao? Thì cái niệm căn nó không thành tựu. Niệm căn không thành tựu thì sao? Định căn nó không thành tựu. Mà định căn không thành tựu thì tuệ căn không thành tựu. Cho nên tại sao mình tu mà mình không thành tựu? Tính căn mình không đủ. Mình chưa có tin với cái pháp này. Tuy nói nghe vậy đó. Để coi lại coi, để xét lại coi. Tức là tính căn nó không thành tựu. Mà tính không thành tựu thì cái tấn nó không đưa đến cái tấn. Có đi nữa nó nhẹ lắm, nó không đủ sức. Cho nên niềm tin rồi là nỗ lực. Chánh niệm ở trong đó, quán chiếu ở trong đó. Rồi cái tâm mình nó sẽ tập trung vô cái chỗ quán chiếu đó là đỉnh. Thì tự nhiên cái tập trung vô đó rồi đó, thì cái tuệ của mình nó sẽ sáng tỏ ở trong cái chỗ mình quán chiếu đó đó. Thì vậy là năm căn trở thành năm lực, trở thành năm sức mạnh. Cho nên thường thường thầy chia sẻ cái tuệ lực, cái như lý tất ý đó chính là tuệ lực đó. Cái mà nói mạnh mẽ một cái vấn đề lúc đầu sợ đó, cái này giống sân si quá vậy. Sao tự nhiên mạnh, cái đó là tuệ lực, sức mạnh của trí huệ. Khi cái trí huệ nó phát giác rồi, nó thấy được cái vô minh, tham ái, chấp ngã, những cái đó, họ thấy ra được rồi đó. Nó dùng cái lực của nó để nó đập tan những cái vô minh si ám đó. Thì cái lúc đó là tuệ lực đó. Tuệ lực. Cái bài hay lắm. Hãy nhìn cái bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương. Cái chữ mà cái chỗ chất chứa vết thương là phải học thuộc lòng nha, nha qua hậu đồng tâm. Chỗ chất chứa vết thương, ngày nào cũng uống thuốc hết á, ngày nào cũng uống thuốc hết phải không? Có thấy cái chỗ chất chứa vết thương là đây không? Hay là yêu mến nó? Còn yêu mến nó nhiều nữa không? Bớt. Phải không? Yêu mến nó, cưng nó lắm. Cưng nó đặng đi trong luân hồi sanh tử. Cưng nó đặng nó dẫn mình đi vô cái dòng thống khổ. Hay mấy cái câu này. Mấy cái câu này là đủ chứng mình dự lưu quả. Đủ chứng A-la-hán quả. Cứ nghiền ngẫm quả sống với cái này thôi. Cứ nó muốn về nhà. Cứ nói này nè. Nói là sao? Chết chấm dứt mạng sống. Chết chấm dứt mạng sống. Và coi như mình đã chết đi. Coi như mình đã chết đi. Rồi nhà đâu về? Coi như mình đã chết đi. Rồi coi như sao? Coi như là cái ổ chứa nhóm bệnh hoạn đi. Chỗ chất chứa vết thương đi. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi. Nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Cái câu này trong thớ nghiền ngẫm ít chứ cũng phải 50-70 lần. Cái nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Cái bộ xương của mình đó, nó y như cái màu trắng của con bồ câu vậy đó. Cái bộ xương của mình đó, cái nhóm xương trắng, cái đống xương nó nhóm là đống vậy nè. Mình nhìn tới cái đống xương của mình đi, còn vui gì nữa? Tới lúc đó còn vui gì nữa? Mỗi lần cái tâm ý mình nó phóng tâm, nó muốn theo đời, theo thế gian, mình cứ quán chiếu đó, cái đống xương đó. Cái đống xương đó đó. Nó chạy theo cái đống xương này nè. Đống xương á. Mình đó. Vui gì trong đống xương đó. Khi mình lại cái nhà hoàng, cái chỗ lò thiêu mình lại, mình nhận cái hũ cốt á. Lúc đó mình có cười nổi không? Nhận hũ cốt của cha mình, nhận hũ cốt của mẹ mình, nhận hũ cốt của ông mình, của bà mình, nhận hũ cốt của người thân quyến mình. Lúc mình ôm cái hũ cốt đó mình có cười nổi không? Quán chiếu vậy đó.
quán chiếu vậy đó. Hũ cốt đó nó, cái đống xương đó đó, đó là mình đó. Cái nhóm xương trắng bồ câu nó thấy chúng còn vui gì. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao mà ủ rũ không tôm cá. Lúc trẻ không chịu tu, lúc còn trẻ không chịu tu, mê chơi. Thì giống như lúc còn trẻ mình không chịu làm ăn, không chịu để dành tiền, tới chừng già sao, như cò già bên ao mà ủ rũ không tôm cá vậy. Nó không kiếm tôm, kiếm cá gì được hết, đi hết nổi. Thì nó chết đói lần lần, nó chết. Lúc trẻ mình không chịu tu phước đức trí huệ, lúc già sao, một khối tham sân si vô minh, những cái phiền não, nghiệp quả của mình, thọ tưởng hành thức, biểu hiện ra toàn tham sân si phiền não không. Giờ ông cấp cô độc, ông bệnh gần chết rồi, ông thỉnh ngày sau lại phát tới. Ông thỉnh, ông bệnh nặng lắm. Cái đây là bài kinh giáo giới cấp cô độc. Cấp cô độc thì tất cả chúng ta biết rồi phải không? Là dám mà cúng cả mà vàng mà ông trải đó. Ông cúng làm tinh xá cho Đức Phật đó. Thì bây giờ đó là ông bị bệnh, bị khổ đau, bị trọng bệnh, bệnh nặng lắm. Ông mới gọi một cái người trong nhà ông á. Ông hãy đi đến Đức Thế Tôn. Ông nhân danh ta, ông đảnh lễ với chân của Đức Phật. Thì ông thưa với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, cư sĩ cấp cô độc có bị bệnh nặng, bị đau khổ lắm. Cư sĩ cấp cô độc thì đảnh lễ chân Thế Tôn. Rồi ông hãy đi đến tôn giả Xá Lợi Phất á. Ông cũng thưa giống y vậy. Rồi ông xin lành thai, tốt lắm thai. Nếu mà tôn giả Xá Lợi Phất mà vì cái lòng từ mẫn xót thương á, thì đến đến chú xứ, thì đến nhà con. Giờ con bệnh nặng lắm, con khổ lắm, con đau đớn lắm. Nếu mà ngài xót thương con á, ngài Xá Lợi Phất xin ngài hãy đến đến nhà con. Thì lúc đó đó là cái vị này y theo lời của ổng dặn rồi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất. Rồi sau đó ngài Xá Lợi Phất nhận lời. Ngài Xá Lợi Phất đắp y cầm bình bát. Ngài A Nan làm thị giả của ngài Xá Lợi Phất. Đó là hai bậc thánh giả đi tới thăm ông cấp cô độc. Khi mà đi đến á, thì là hai vị nó mới ngồi lên cái chỗ đã soạn sẵn. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới nói với cấp cô độc: này cư sĩ, mong rằng ông có thể kham nhẫn, tức là ông có thể chịu đựng được, mong rằng ông có thể chịu đựng cái cơn đau này. Tôi mong rằng cái khổ thọ được giảm thiểu, không có gia tăng. Sự giảm thiểu này được rõ rệt, không có gia tăng. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, con không có thể kham nhẫn, con không thể chịu đựng nổi. Cái sự thống khổ của con nó gia tăng, nó không có giảm thiểu, nó gia tăng rất là rõ rệt. Thưa tôn giả, mấy vị coi ông cấp cô độc, ông ví dụ cái đau khổ của ông. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, ví như cái người lực sĩ mà chém đầu một người khác với một cái thanh kiếm sắc bén, cũng vậy những cái ngọn gió kinh khủng nó thổi lên đau nhói ở trong đầu con. Giống như người lực sĩ mà cầm cái kiếm mà chém đầu người khác đó, bằng một cái thanh kiếm sắc bén cũng vậy đó. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, những cái ngọn gió nó kinh khủng, khủng khiếp, nó thổi lên đau nhói ở trong đầu con, có chịu không nổi. Thưa người Xá Lợi Phất, là giống như cái người lực sĩ mà lấy một cái sợi dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh cái đầu rồi siết chặt con cảm thấy bị đau đầu một cách kinh khủng, con chịu không có nổi. Nãy là cái kiếm sắc bén chặt, bây giờ là một cái sợi dây nịt bằng da cứng quấn tròn rồi siết chặt vô đầu, đau đớn lắm, con không chịu nổi. Thưa ông giả Xá Lợi Phất, thưa tôn giả Xá Lợi Phất, giống như cái người đồ tể mà khéo léo, hay là đệ tử người đồ tể đó, cắt ngang cái bụng
với một cái con dao cắt thịt bò sắc bén cũng vậy. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, có một ngọn gió kinh khủng cắt ngang cái bụng của con, đau ở trong bụng. Ông ví dụ là giống như cái người mà làm heo á, người mổ heo mà cắt vậy đó, lấy cái dao cắt ngang bụng vậy, nó đau đến tới mức độ như vậy. Giống như hai người lực sĩ mà nắm cái cánh tay của một người yếu, nướng người ấy, đốt người ấy trên cái hố than hừng. Cũng vậy, thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, một cái sức nóng kinh khủng khởi lên ở trong thân của con chịu không có nổi, nóng lắm, giống như là con bị đốt ở trên một cái hố than đang cháy rực lửa vậy. Này cư sĩ, hãy học tập như sau. Đây, Ngài Xá Lợi Phất, thánh giả Tôn giả Xá Lợi Phất nói: tôi sẽ không chấp thủ con mắt, và tôi sẽ không có thức y cứ vào con mắt. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Tôi sẽ không chấp thủ tai, và sẽ không có ý thức, sẽ không có thức y cứ vào tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng vậy. Cái từ hơi khó thì giải thích cho quý vị nghe. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là, mình thành diễn ra cái từ bình dân bây giờ để dễ hiểu. Ngài Xá Lợi Phất nói rằng, ông hãy đừng có cho rằng cái con mắt này là tôi. Này cư sĩ cấp cô độc, ông đừng có nghĩ rằng con mắt này là con mắt của tôi. Ông hãy đừng có cho rằng cái thấy á, cái sự rõ biết của con mắt đó là tôi, là của tôi, tức là nhãn thức á. Này cư sĩ cấp cô độc, ông đừng có cho cái lỗ tai này là mình, cái nghe này là mình. Này cư sĩ cấp cô độc, ông đừng cho rằng cái mũi này, cái lưỡi này, cái thân này là mình, là của mình. Hãy biết rõ mắt này không phải là mình, cái nhận thức của con mắt không phải là mình, lỗ tai này không phải là mình, cái rõ biết của lỗ tai không phải là mình, lỗ mũi này không phải là mình, lưỡi này không phải là mình, thân này không phải là mình. Nó chỉ là tứ đại thôi, nó chỉ là sắc quẩn thôi. Đừng cho nó là mình, đừng có chấp thủ cho nó. Chấp thủ tức là bám chặt cho nó, nghĩ nó là mình, nó là tôi, nó là của tôi. Những cư sĩ cấp cô độc, đừng có cho rằng ý này là mình. Cái sự rõ biết ở trong ý niệm đó là mình, nó không phải là mình. Sáu căn, sáu thức này không phải là mình. Rồi rộng ra tới sáu trần. Này cư sĩ, đừng có cho rằng sắc là mình, tiếng, mùi, vị, sự xúc chạm, tôi sẽ không có chấp thủ pháp, tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp. Pháp này là nó sâu lắm, mấy huynh đệ biết là ý xúc đó, ý căn tiếp xúc với pháp trần, thì lúc đó là ý thức nó sanh khởi, thì cái xúc đó đó, cái xúc đó nó sanh ra thọ, thì cái lúc đó là khổ thọ, cái khổ, cực khổ thọ. Thì cư sĩ đừng có thấy rằng là sắc thanh hương vị xúc pháp đó là mình, dầu cho có cái thọ gì đó là thọ khổ, đó là thọ, không phải là mình. Cư sĩ hãy tỉnh thức chánh niệm, đó không phải là mình. Giờ nói rộng chút là cư sĩ, nhà này đừng cho rằng nhà này là của mình. Vợ nè, con nè, đừng cho nó là của mình. Tài sản nè cư sĩ, đừng cho nó là của mình. Nó là sắc vô thường, nó không phải là của mình. Tất cả những cái đó không phải của mình. Cho nên tại sao ngày hôm qua thầy nói mấy chủ học đó, bình thường mình thấy rõ được cái này, ý xúc nè, cái thọ nè, mình nhìn thấy rõ nó rồi, nó không phải mình.
Cho nên cái lúc đó, đó là cái trí mình mới đủ sức. Chứ không phải lúc đó là không thể nào đủ sức hết á. Đó mình nói toàn cái khổ đó là mình khổ đau chứ. Là mình bị cuốn vô trong cái khổ thọ đó luôn. Mình đâu có thấy pháp. Cho nên cái câu rất là quan trọng là gì? Là tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp. Tôi sẽ không có thức y cứ vào thanh, hương, vị, xúc. Tôi sẽ không có thức y cứ vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tại vì cái thức đó nó gá vô. Nó gá vô con mắt. Nó gá vô cái lỗ tai, gá vô mũi, gá vô lưỡi, gá vô thân. Nó nói đó là nó. Hành. Thọ tưởng. Nó bám vô chấp chỗ đó. Gọi là thức có chỗ y cứ đó. Có chỗ bám trụ. Nói tới sáu thức nữa. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tôi sẽ không chấp thủ vào nhãn thức. Tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn thức. Tức là cái tâm mà bám chặt vô sáu căn, sáu trần, sáu thức. Rồi sáu xúc, xuống như là sáu xúc. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Cho nên tại sao mình phải thấy cái quan trọng của mình học pháp nè. Này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thủ vào nhãn xúc. Và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn xúc. Nhãn xúc là cái sự tiếp xúc của con mắt. Mắt, hình sắc nè. Sự rõ biết. Ba cái này giao thoa lại là thành xúc đó. Cái đó là nhãn xúc. Lúc đó mình thấy rõ ba pháp là ba pháp. Xúc là xúc, thọ là thọ. Chứ không phải là mình. Rồi xuống dưới là gì? Thọ do nhãn xúc sanh. Đó. Sáu thọ nữa. Cái cảm giác do con mắt. Sắc. Và nhãn thức. Tiếp xúc giao thoa, hội tụ nó sanh ra. Vậy là thọ do nhãn xúc sanh. Đó rồi tới gì? Địa giới nè. Tôi sẽ không chấp thủ địa giới. Địa giới là những chất cứng trong cơ thể. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, dạ, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoành, cách, mô. Mật. Đó là nội địa giới đó. Tôi sẽ không có thức y cứ vào địa giới. Không bị bám trụ vào nó, không cho nó là tôi, là của tôi nữa. Đây nè. Cư sĩ, phải học như thế này. Tôi sẽ không chấp thủ vào sắc. Tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc, vào thọ, vào tưởng, vào hành, vào thức. Giọng già cho đến hư không vô biên xứ vân vân. Tôi sẽ không chấp thủ vào thế giới ở đây. Và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới ở đây. Thế cái chỗ này phá khiếp không? Thế giới ở đây. Tức là cái tâm. Tâm gì? Tâm gì? Tái tục thọ sanh trong cái thế giới này. Không có chấp thủ vào cái thế giới ở đây. Không cho rằng là thế giới này là thế giới của tôi. Tôi sống trong thế giới này. Cho nên cái thức nó không gá vô được. Trong cái cõi nữa. Tôi sẽ không chấp thủ những gì được thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận thức, được hy cầu, được tư xét với ý. Và tôi sẽ không có thức y cứ vào các pháp nói trên. Cư sĩ học tập như vậy. Tức là nói chung là cư sĩ buông bỏ hết thân tâm cảnh sáu căn, sáu trần, sáu thức, tất cả các pháp. Không có gì là tôi, không gì là của tôi trong 18 giới. Khi nghe tới, nghe nói như vậy, cư sĩ Cấp Cô Độc khóc chảy nước mắt. Xúc động mãnh liệt. Trào dâng nước mắt.
Thì lúc đó tôn giả A Nan mới nói với ngài với cư sĩ Cấp Cô Độc: này cư sĩ, ông đang gượng lên mà sống hay chìm xuống? Chìm xuống đây là chìm xuống cõi chết á. Thưa tôn giả A Nan Đa, con không có gượng lên mà sống, con đang chìm xuống cõi chết. Dầu cho bậc đạo sư được con hầu hạ đã lâu, và dầu các vị tỳ kheo tu tập ý lực, con chưa từng được nghe một thời thuyết pháp như vậy. Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho các hàng cư sĩ mặc áo trắng. Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy nói cho các hàng xuất gia. Vậy thưa tôn giả Sariputta, tôn giả Xá Lợi Phất, hãy thuyết pháp như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, có những thiện gia nam tử sanh ra với cấu uế không nhiều, nếu không được nghe pháp sẽ bị đọa lạc, nhưng họ có thể biết được chánh pháp. Thì tôn giả Xá Lợi Phất và ngài A Nan sau khi giảng dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc với một cái bài thuyết giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Rồi cư sĩ Cấp Cô Độc sau khi mà hai vị tôn giả đó ra đi không bao lâu, thân hoại mạng chung, liền sanh lên cõi trời Đâu Xuất Thiên. Sanh lên cõi Đâu Xuất Thiên. Rồi cái thiên tử Cấp Cô Độc, bây giờ không còn kêu cư sĩ Cấp Cô Độc nữa, mà là thiên tử Cấp Cô Độc, là trở thành chư thiên ở trên cái cõi Đâu Xuất. Cõi Đâu Xuất này là một cõi trời cao lắm. Khi đêm đã gần mãn, sau khi mà chói sáng toàn cảnh Kỳ Đà Lâm với cái dung sắc thù thắng đi đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến Đức Thế Tôn đảnh lễ thì đứng một bên á, thiên tử Cấp Cô Độc nói lên với Thế Tôn cái bài kệ như sau: rừng rừng Kỳ Đà tốt đẹp phước lành này được chư thiên chúng tăng thường lui tới an trú, được pháp vương trú trì ban hoan hỷ cho ta nghiệp minh và chánh pháp giới tối thượng sanh mạng. Chính nhờ các pháp trên khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải do tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy rõ mục đích mình, suy tư pháp chân chánh được thanh tịnh ở đây. Như ngài Xá Lợi Phất với tuệ giới tịch tịnh, bất luận tỳ kheo nào đã tới bờ bên kia hãy đạt được tối thắng trong những pháp kể trên. Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy, bậc đạo sư tán đồng. Rồi thiên tử Cấp Cô Độc lại suy nghĩ: bậc đạo sư tán đồng cho ta. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Đức Thế Tôn khi đêm ấy đã mãn, tức là sáng rồi dậy rồi đó, thì Đức Phật mới gọi các vị tỳ kheo. Đức Phật mới thuật lại: này các tỳ kheo, đêm nay đó có một cái vị thiên tử chiếu sáng hết cả cái khu rừng này đó, dung sắc thù thắng đẹp lắm, thì đến đảnh lễ ta. Rồi nói cái bài kệ. Rồi khi ấy nghe tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có phải vị ấy là thiên tử Cấp Cô Độc chăng? Nghe A Nan bạch Thế Tôn: cái vị thiên tử đó có phải là Cấp Cô Độc không? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc có lòng tịnh tín bất động đối với tôn giả Xá Lợi Phất. Lành thay Ananda, những gì có thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến này Ananda, chính Cấp Cô Độc là vị thiên tử ấy, không có ai khác. Đó, Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ vâng lời dạy của Đức Thế Tôn. Ông Cấp Cô Độc là ông có những cái bài kinh nói Cấp Cô Độc đạt được cái thánh quả, ở đây không có nói, nhưng mà là đạt được thánh quả.
thánh quả cao à, hơn dự lưu quả nữa. Mình thấy qua cái bài kinh này mình thấy cái gì? Một cái vị cư sĩ, ông nói đó, ông Pháp Hòa Đọc nói con hầu hạ Đức Thế Tôn đó rất là lâu, mà con chưa từng được nghe cái bài giáo pháp thâm sâu như vậy. Thì xin mong rằng tôn giả sau này hãy nói những bài pháp này cho những cái người cư sĩ, có những người cái tâm uế nhiễm nó ít có thể thâm nhập được cái chánh pháp này. Thành ra mình thấy rằng là may mắn cái lúc đó ông Cấp Cô Độc được Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Nan tới để mà nói pháp, cho nên ông mới thành tựu được cái trí huệ. Trí huệ thành tựu là thấy rõ được cái các pháp vô thường, khổ, vô ngã, không có gì là tôi, không có gì là của tôi, thành tựu cái thánh trí vào thánh quả. Còn nếu không ông Cấp Cô Độc á, mà ông thành tựu, không thành tựu cái thánh trí này, ổng cũng có cái phước vô cùng là ông sẽ hưởng hưởng vô cùng tận, nhưng mà ông sẽ rơi là hết cái phước đó ông rơi xuống. Còn khi mà thành tựu gì là vĩnh viễn không còn rơi đọa nữa. Nên là cái chỗ mà quý nhất là cái chỗ thành tựu được cái chánh tri kiến, thấy được pháp. Mời người lớn tuổi nhất phát biểu đi, qua những cái bài kinh Đức Phật nói trong Pháp Cú và trong cái bài kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc, có cảm nghĩ gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý chư tăng và quý chú huynh tất và huynh đệ. Con nghe thì có tiếng được tiếng không, bởi vì tai con bây giờ nó cũng hạn chế nghe. Thành ra con chỉ biết là thầy cho biết rằng trước hết là thầy nói về cái tuổi lớn của chúng con, mà được gặp pháp thì cũng giống như con rùa hay là sợi chỉ và cây kim. Còn thầy nhắc nhở, thầy nói hôm nay là quý chú còn trẻ, cái gì cũng còn sáng suốt mạnh mẽ, sức lực trí lực cái gì cũng mạnh mẽ, thành ra quý chú cũng nhìn như tụi con lớn tuổi mà phải chịu biết bao nhiêu gánh nặng từ đó tới bây giờ, tới tuổi này. Mà hôm nay chính bản thân con được gặp thầy chỉ có không được 3 năm mà con rất quý trọng. Và hơn nữa, như hôm nay con lớn tuổi, nhưng mà 3 giờ, 4 giờ là giờ cũng quá là cao điểm lạnh lùng. Nhưng mà hỏi con được ngồi nghe, còn thầy thì có được cái gì? Đâu có ai mướn thầy bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng bạc mà thầy cũng phải bỏ trí sức lực để mà dạy dỗ cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý thầy, kính thưa đại chúng. Con thông qua thầy khuyên nhủ những lời để nhắc nhở cho con tuổi già khi không còn được bao lâu nữa, thì con cũng có hứa là để cố gắng tinh tấn lên để đo niệm Phật, nghe Pháp. Vì cuộc đời từ hồi nhỏ đến bây giờ chỉ biết lo cho gia đình, chưa biết học Phật Pháp gì nhiều hết. Nên hôm nay cũng
Thầy cũng hướng dẫn để cho con được tinh tấn lên, nỗ lực lên để lo học và tu cho đến ngày con không, đến ngày mà con không còn hơi thở cuối cùng, con cũng đến đây để nghe niệm Phật, nghe Pháp. Và con quyết chí như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là hứa ở đây luôn, lâu lâu về thăm chút lâu lâu về thăm nhà thôi à, để hứa là ở đây luôn để lo học. Rồi cho nhau pháo tài lớn lớn đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy có thương không? Thầy nằm chiêm bao, thầy thấy gì thầy ở trong thất mà thầy còn nhắc rồi thầy ra thất vậy. Rồi có tình thương của thầy làm sao? Phật thương làm sao? Chư Tăng ở đây thương thầy làm sao? Thầy bây giờ con hứa vậy, con lên con ở, rồi con tu, rồi lâu lâu con về con mua thuốc, rồi con lên nữa. Rồi rồi tiếp theo là bây giờ qua cái buổi nói chuyện này nè, cái tình thương của thầy, tức là cháu đó, là con, là cháu trong nhà, thương như vậy, lo như vậy, rồi Đức Phật dạy như vậy, các bậc A-la-hán chỉ cho mình phương pháp như vậy, mình có xúc động được cái gì không trong dạ, tâm mình không? Con nghe cái lời pháp này, con thấy là con có phước như lắm, con mới được nghe hôm nay. Chỉ dạy vậy là quá tốt rồi, con gặp được thiện tri thức như vậy là con đã không? Đủ rồi thầy. Bây giờ bà thấy đó là giờ có bệnh đó, có gì quán chiếu được cái thân bệnh sao? Con nói quán chiếu được là tiền kiếp của con cũng nặng lắm, con mới bệnh dữ vậy nè thầy. Bây giờ con cũng xin sám hối với mẹ hằng đêm. Hồi đó con không biết, cái ở bữa mùng 2 Tết, cái con ra cái sao tự nhiên con qua ông Phật bự, con sám hối, xong con trở về ông Phật bên đây. Cái tự nhiên con phát lồ, con sám hối con lại được như vậy đó. Thì về dưới con lại được nửa tiếng một đêm, con niệm Phật nửa tiếng, con tụng chú Đại Bi, con tụng Phật A-di-đà với mẹ Quan Âm. Một đêm vậy con cúng được một tiếng rưỡi hoặc tiếng 40 phút. Mà con vô con thấy con thoải mái lắm. Bây giờ con thấy con được như vậy là cũng quá tốt rồi. Hồi đó không biết, cứ mê mẩn vô cúng niệm Phật, lật lật chạy ra, chứ không có chịu niệm Phật. Bây giờ không có, bây giờ được như vậy là con thấy là mừng lắm. Con chị Sáu nói mày nói láo với mẹ quá, mình giá cho nhiều, mày không biết làm cái gì được hết trơn. Bây giờ con thấy vậy là mừng rồi thầy. Là bây giờ mình tụng kinh nhiều cũng được rồi, nó đỡ hơn xưa tụng ít. Nhưng mà cái này quan trọng hơn là phải nhớ, thường thường nhớ mình sắp chết rồi. Dạ. Thường thường phải nhớ, mình luôn luôn nhớ là mình sắp chết. Cái đó dễ nhớ không? Con cũng nghĩ như vậy đó, mà con mới quậy đầu dữ vậy đó chứ. Nếu mà con nói thôi lớn rồi, mà nó không còn bao lâu nữa chứ, lo tu đi để không kịp. Con cũng nghĩ vậy mà con quậy đầu đó thầy. Bây giờ nhớ mình đang bị bệnh, đang bị ngồi bệnh. Lại kể mấy cái bệnh của mình ra, kể với mình á. Dạ. Kể ra mình bị bệnh gì, bệnh gì, bệnh gì, bệnh gì, bệnh gì. Rồi bây giờ kể ra, giờ mình sắp chết rồi, mình bao nhiêu tuổi. Phải nhớ cái tuổi của mình năm nay là bao nhiêu tuổi, bao nhiêu? 68. Rồi gần tới 70 chưa? 2 năm nữa 70. Chắc chắn người ta 70 mới đi không? Chắc chắn người ta bao nhiêu tuổi chết? Con đâu có biết được thầy. Cái vô thường nó kéo tới làm sao biết được. Mấy cái đó mình phải ngồi, mình cứ suy nghĩ cái đó, suy nghĩ cái đó, suy nghĩ về cái đó. Suy nghĩ về bệnh nè. Năm nay mình 68 tuổi rồi nè, mình gần chết rồi nè, vô thường không biết được nè. Phải nhớ tới già, nhớ tới bệnh, nhớ tới chết, nhớ cái đó hoài. Rồi nhớ tới là thân này không phải là tôi, không phải là của tôi. Đấy. Nó sẽ trở thành đống tro, nó sẽ vô lò thiêu, nó sẽ bị chôn xuống dưới. Nhớ nhớ cái đó, nhớ cái đó, rằng tinh tấn lên. Dạ. Nhiều đó đủ rồi. Dạ. Bây giờ con vậy, con mới hằng đêm con mới sám hối với mẹ rồi thầy. Sám hối với Đức Phật, sám hối với Đức Phật, nhớ là sám hối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhớ sám hối với Đức Phật. Bây giờ cô Sáu thấy trong cái buổi này đó, con nói như vậy đó, những cái bài kinh Đức Phật dạy vậy, cô thấy cái tâm con sao? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thấy con cũng không biết nói gì nữa. Con rung động không? Thấy có xúc động không? Con xúc động mà con cũng không biết nói gì nữa. Nhưng mà xúc động sao? Dạ. Xúc động sao? Xúc động cũng phải sợ. Sợ sao? Giờ cũng lo nữa mà
Sợ sao, lo làm sao? Sợ là mình làm không được, rồi mà bây giờ tới ngày mình lớn tuổi rồi, không biết nó về đâu. Sợ mà không biết sao. Con sợ mà con không biết sao nữa giờ, mà con không biết nói gì nữa thầy ơi. Đang nói chứ sao không biết, giờ con nói con nghe nè. Cái sợ đó đó, cái sợ đó đó là trí huệ đó. Trí huệ đó. Cái lo đó là trí huệ đó. Tại vì bình thường mình đâu có sợ, đâu có lo đâu. Vì mình nghe cái này cái mình thấy hơi lo lên. Cho nên ra đừng có sợ cái lo sợ đó, mà phải mừng cái lo sợ đó. Cái mà lo sợ nó sanh khởi lên đó, cái đó là trí huệ. Tại vì lúc trước mình sống trong lãng quên. Mình quên. Bây giờ mình nhắc, được nhắc là cái mình nhớ. Mình nhớ thì nó phát sanh ra cái lo sợ đó. Lo sợ đó là trí huệ. Lo sợ đó là sáng suốt. Còn lúc trước là vô minh. Vô minh là không thấy. Chứ giờ thấy rồi lo sợ. Thấy của thầy chỉ dạy, thầy thương vậy là tôi mừng lắm rồi. Rồi rồi bây giờ sắp tới tính làm sao? Con sắp tới con cũng quay đầu con lo niệm Phật đó thầy. Nhưng mà sắm hối. Cụ thể là sao? Quyết tâm thì sao không? Quyết tâm mà con tính đâu ngoài này, nhưng mà con cũng đi đi về về thầy, con không dám mà hứa ở đây luôn. Thì đương nhiên rồi, không ép, nhưng mà như vậy là cũng một cái bước tiến rồi, cho anh chàng ngón tay lớn đi. Bây giờ mỗi ngày cô có soi gương không? Mỗi ngày có soi gương không? Dạ cô. Có soi gương không? Dạ thấy rồi, thấy già rồi thầy. Dòm kỹ, soi gương nhìn kỹ. Nhìn kỹ tóc. Dạ. Nhìn kỹ mắt. Rồi cái hơi thở mình có thấy không? Thở thấy ghê quá. Đó. Cảm nhận sâu xa là cái chết nó đang kề cận rồi. Dạ. Nó không còn bao lâu nữa hết á. Vậy thì nếu mà mình biết vậy thì mình phải làm sao? Ráng niệm Phật thầy. Niệm Phật mà nhớ chết, nhớ vô thường, nhớ là cái bệnh tới, cái già tới, cái chết tới, xả ly cái tâm mình, buông bỏ ra. Đừng có nhớ tới cái này, cái nọ, cái kia nữa, mà nhớ già bệnh chết thôi. Đừng nhớ người thân, nhớ tiền của, nhớ nhà cửa gì, tất cả cái đó không giúp cho mình. Cháu gì không nhớ gì hết á. Không nhớ nhà cửa, tài sản, nhà, tất cả mọi cái không nhớ, nhớ già bệnh chết thôi, nhớ rằng là buông bỏ. Cái thân này mình sắp sửa bỏ nó rồi. Mình sắp sửa bỏ nó rồi. Mình sẽ ra đi để cho mình thanh thản. Thì bao nhiêu đó là đủ để cho mình sẽ sanh lên cõi cõi người, cõi trời. Thôi được rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy và đại chúng. Sáng hôm nay con được nghe cái bài pháp mà thầy vừa giảng dạy cho đại chúng chúng con. Trong tâm con rất là hân hoan. Con nhận thấy là trong tâm con có một cái nội tâm tỉnh giác rất là rõ ràng. Nhìn quán chiếu về ngũ uẩn, thấy thân con được đắp lên một tấm y vàng của Đức Phật. Cái cảm thọ của con rất là sung sướng, rất là hỷ lạc. Cái tâm tưởng của con hình dung thầy là đấng từ tôn của chúng con đang nói pháp cho đại chúng ở trong một cái mái nhà. Đại chúng của thầy đầy đủ tỳ kheo ni và hai hàng cận sự. Con rất là vui mừng. Và cái cảm xúc của con, cái hành của con lầm thầm rất vui. Và cái trí thức của con là nhận rõ được thân, cảm thọ trong lúc này. Và cái ý tưởng của con thấy rõ thầy là giống như hình tượng của Đức Thế Tôn hồi xưa. Cái ý hành của con tâm tâm niệm rằng không biết ngày xưa mình có được ngồi bên Đức Phật hay không, nhưng hôm nay được kề cạnh thầy là một cái phước lớn của con trong giây phút này và trong thời gian đang tu học.
Như vậy con rất là dâng trào lên một niềm an lạc mà nước mắt con cũng muốn tuôn trào ra. Đó là một niềm hạnh phúc lớn của tuổi già của con từ nay cho đến khi lâm chung. Và sau khi được nghe thầy giảng dạy rõ cái bài mà trong kinh pháp của phẩm già, con cũng rất là tâm đắc. Ngày ngày đêm đêm con thường đọc lui đọc tới cái phẩm này, thấy rõ cái thân này là ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm mất tình độ vợ. Và con cũng nguyện rằng thấy được cái thân này để không còn cái gì là tôi của tôi cả. Với sự cảm xúc của con trong ngày hôm nay, thật ra con không biết nói gì được nữa. Để đền đáp tri ân trên Phật Tổ và các chư bậc thánh chúng đã dạy cho chúng con, đã dạy truyền giáo pháp đã 3.000 năm về trước, đến ngày hôm nay phước lành thay, lành thay hàng Phật đệ tử chúng con được gặp thầy, là thấy được, thấy rõ được chánh pháp để đưa chúng con ra khỏi đường sanh tử luân hồi, trở về được với con đường giác ngộ giải thoát. Chúng con rất tri ân thầy và hứa với tấm lòng là luôn luôn từ nay phải thấy rõ được năm uẩn, thấy rõ được sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và thấy rõ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều là các pháp của thân, và thấy rõ được các pháp nội thân và ngoại thân để hành trì từ nay cho tới khi mạng chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.